người yêu em nằm dưới và cái người đó nằm trên, hai người đang hôn nhau để ôm nhau đắm đuối cắm sừng. Những cái thử thách mình vượt qua được hết, mình cùng người yêu mình đi được hết, nhưng mà phản bội thì không nha Kỳ. Tiễn nhông, tiễn nhông. Em xin chào chị Khánh Chi, em xin chào anh Minh Tuân và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Come Out. Em tên là Lâm Vương Kỳ, năm nay em 20 tuổi, em đến từ Trảng Bàng, Tây Ninh. Và công việc hiện tại của em là một MC và ca sĩ tự do. Cho anh hỏi về khi nào Kỳ bắt đầu phát hiện giới tính của Kỳ, là từ hồi bé Kỳ có cảm nhận Kỳ khác biệt không? Dạ, hồi nhỏ là năm lớp 6, lớp 5 rồi đó, là lúc em vẫn thích cô gái nha, nhưng mà hồi đó điệu lắm. Hồi đó điệu dữ dằn. Trong một cái đám cưới là chú rể một kiểu tóc thôi mà em 3-4 kiểu tóc. Rồi là đi vào rồi em thay kiểu tóc mà. Dạ đúng rồi, thay kiểu tóc liên tục luôn. Xong rồi cái kêu mẹ là cho con miếng son đi, cái trẻ nít mà đòi mẹ chỉ nghĩ là tại nó còn nhỏ nó đòi thì cho thôi, mà tha son lên rồi là không dám bầm cái môi lại nha, để vậy nè, sợ trôi son. Dạ đúng rồi, nó rất là điệu. Rồi cái đến năm lớp 7, lớp 8 rồi vẫn còn thích con gái. Thích con gái thích sao? Thích cái kiểu gì em? Thích đi chơi chung hay thích là trong sáng hay là đúng yêu đương? Lúc đó mình cũng còn nhỏ cho mình cảm nhận là mình thích cái bạn đó thôi, cái bạn đó dễ thương quá. Tình yêu thì chắc chưa có. Là mình cảm mến cái đẹp của bạn đó, cái sự dễ thương của bạn đó thôi. Dạ đúng rồi. Rồi cho đến khi mà năm em vừa nghỉ học năm lớp 9 xong á, khi đó là gia đình em gặp biến cố, em đi ra ngoài đời, em tiếp xúc với là nhiều anh chị. Là em phải bỏ ngang cái việc học từ năm lớp 9. Dạ đúng rồi. Từ nhỏ đến năm học lớp 9 là em sống trong một gia đình cũng đầy đủ cha và mẹ và rất là hạnh phúc. Gia đình cũng khá giả. Khi mà mẹ em sinh đứa em của em, gia đình em làm ăn thất bại, ba mẹ đổ nợ ra mấy tỷ bạc vậy đó. Em nhớ là khi mà ba mẹ em ngồi viết giấy nợ lại cho người ta đó, cái cuốn tập mỗi trang giấy là viết 100, 200 triệu, vài trăm triệu vậy đó. Mà viết hết hai cuốn tập là số tiền nó rất là lớn. So với thời điểm đó, khi mà ba mẹ em thiếu tiền người ngoài á, nhưng mà ba mẹ em lại có cái quyết định là mượn tiền của gia đình nội ngoại hai bên để trả hết cho bên người ngoài. Khi mà đổ vỡ ra rồi là gia đình hai bên là người ta giận á, cho nên là cũng không ai nhìn tới. Và kể từ đó là trong vòng một tuần lễ thôi là em mất hết tất cả luôn. Em mất gia đình nè, ba mẹ thì ly tán ra mỗi người một nơi. Rồi khi em ra đời thì em làm công việc gì? Lúc đó em lang thang, em ngủ công viên. Những khi mà trời mưa gió hay gì đó thì hay ở dưới mấy cái mái hiên của mấy tiệm, mấy shop hay là những gì nọ, ta có cái mái hiên ra đó, thì em ở trong đó. Cho anh hỏi như vậy nhé, tại vì bố mẹ thì ly tán thì anh hiểu rồi, mỗi người sẽ phải tìm cái công việc riêng cho mình. Nhưng mà tại sao bố em hoặc mẹ em không đem em theo mà để em một mình như vậy? Dạ tại vì cái thời điểm đó là mọi người bất ngờ quá, mẹ em thì cũng không lường trước được cái vấn đề đó, cái vấn đề là mình sẽ đổ nợ ra như vậy. Với lại chủ nợ nó dây dữ lắm à. Cái đêm mà mẹ em đi á, là mẹ em kêu em á, là con dẫn em đi lên nhà ngoại chơi xíu đi rồi tối về. Là cái đêm đó là mẹ em lòn đường sao mẹ em đi luôn. Ở nhà thì lúc đó gia đình chỉ còn ba cha con thôi, mẹ đã đi rồi. Ba cha con mới ngồi ăn cơm, có khi ngồi ăn một mâm cơm như vậy á. Rồi chủ nợ người ta lại, người ta đánh, người ta đuổi đi. Giờ không trả nợ xiết nhà. Xong rồi cái ba em mới gửi em của em cho ai đó, lúc đó cũng không rõ nữa. Rồi ba em đi đâu cũng không rõ nữa. Nhà thì người ta đã xiết rồi, cũng không còn chỗ ở nữa, cho nên là không mang theo được. Rồi bây giờ gia đình của mình như thế nào vậy? Thì ông bà nội của em á thì mất rồi, cho nên là ba em thì không có nhà, cho nên ba em về ở nhà ông bà nội. Cũng rước em về. Rồi em nay em cũng mới vừa về ở lại với ba. Gia đình mình bây giờ tránh ở được chưa cưng? Dạ rồi chị, chuyện nó cũng qua lâu rồi, 7-8 năm rồi. Khi mà em dẫn anh ấy về ở với gia đình em á, thì bố của em có ý kiến gì về việc đó? Lúc đầu thì ba chỉ nghĩ là anh em thôi, nhưng mà thời gian sau cái thấy hai đứa thân mật quá, cái gia ba đình nghi ngờ. Cưng. Dạ ba cũng nghi ngờ, mà em nghĩ là cái bản tính em từ nhỏ ba mẹ cũng biết, cho nên là cũng không có bất ngờ lắm. Rồi ba có nói gì không? Ba nói là bây giờ ba mẹ là không lo được rồi đó, cho nên là con cảm thấy mà ai lo cho con được thì con thương, đừng có lụy người ta quá. Sau cái mối tình đó anh ấy đi về nhà anh ấy rồi đó, hai người hai đứa chia tay rồi, thì khoảng một tháng sau là anh cũng qua lại với em nữa, về ở nhà em nữa. Cái khoảng thời gian mà đi về và quay lại lần thứ hai ấy, nó không có còn như lúc đầu nữa. Nó không mặn nồng nữa. Cái có một cái anh trai kia là tỏ tình với em, thích em, mà cái anh người yêu của em thì anh ghen.
anh mới chơi một cách là anh đi tỏ tình ngược lại với cái anh kia. À, và... cua ngược lại. Dạ đúng rồi. Rồi dính không em? Cuối cùng dính. Dạ dính luôn. Cái giới Việt Nam siêu tim là hay vậy lắm nha Tôn. Rất nhiều cặp hay vậy lắm. Cái... tức cái là trả đũa như vậy đó, là cuối cùng là hai người kia dính luôn. Dạ đúng rồi. Là chồng mình lại đi làm vợ người ta. Chồng mình lại đi làm vợ người ta. Chồng mình bây giờ làm vợ người ta hả? Dạ. Cái nhà á mà cái nhà mà ảnh đi ra khỏi nhà em á, cái căn phòng mà hai đứa ở chung với nhau gần 2 năm trời, tự nhiên có một ngày nào đó có một người khác vô dọn đồ phụ ảnh, là nắm tay ảnh đi ra khỏi căn trước mặt em luôn. Dạ đúng rồi, trước mặt em luôn. Rồi cảm xúc em như thế nào? Em chỉ biết quay mặt vô trong tường em khóc. Dạ, dạ em nghe đợi khi nào mà tiếng xe nó đi hết rồi em mới dám quay mặt. Em giờ gặp chị Chi là không có yên như vậy đâu. Không gặp chị Chi thì chị nói tôi muốn đi thì đi luôn đi chứ thì sao. Nhưng mà nếu như tình cảnh đó thật sự mình rất là đau lòng, nhưng đã người muốn đi rồi thì không bao giờ mình giữ lại làm gì, cho dù mình còn yêu. Dạ. Với là người ta làm cái chuyện trắng trợn trước mặt mình như vậy là rất là tổn thương, không thể nào mà giữ được. Thương thì thương vậy, nhưng mà thiệt cho người đi rồi. Thật sự là nó làm động đến cái lòng tự trọng của mình. Tự trọng rồi. Không sao mà giữ được, là cho những cái người như vậy là cho đi luôn. Tiễn nhông. Tiễn nhông. Ba em biết chuyện đấy không? Dạ biết. Tại vì về cũng ở gần 2 năm á, cho nên ba em cũng biết chuyện đó. Nhưng mà ba nói là thấy chưa, tao nói mày rồi, nó cũng đâu có ở với mày tới suốt đời đâu. Như vậy là không có tốt. Dạ. Cho nên đêm đó bà út của em mới gọi cho ba em về. Ba em cũng về, ba em nói như vậy á. Cái ba em dọn đồ đi vô phòng ôm em ngủ luôn gần 2 đêm 2-3 đêm. Em thấy chị Chi đồng cảm quá trời kìa. Không, thật sự chị thấy là thí dụ như nhiều có mối tình á, mà thí dụ như mà không còn yêu nữa, có thể rút lui một cách rất là im dịu được. Không phải là phải làm như vậy để tổn thương nhau. Cho dù nếu như mình làm tổn thương người khác để mình hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của mình thật sự nó không có ý nghĩa gì hết. Rồi khi mình làm người ta đau khổ thì sẽ người khác cũng sẽ làm cho mình đau khổ. Đó là cái quả báo. Nhưng mà cái thời điểm ngay bây giờ á, cái anh người yêu của bồ của người yêu em á, là vẫn còn liên lạc với em nha. Tại vì anh xin lỗi em. Anh nói là anh xin lỗi em vậy đó. Tại anh làm tổn thương em quá đi. Dạ, cho nên là anh nghĩ là chắc em giận anh lắm. Dạ không. Em nói là tại vì em hết yêu anh rồi nên em đâu cần giận anh đâu. Nhưng mà hai người đấy còn quen nhau không em? Dạ hai người đó thì chia tay rồi. Mà cái anh mà lúc trước mà của em thích em mà đi quen người yêu của em á, bây giờ vẫn còn liên lạc với em. Vậy anh em rồi thôi, anh đó thì bây giờ cũng có người yêu rồi. Lý do gì mà khi lần thứ 6 mà đồng ý? Em thấy ảnh nhiệt tình quá, với lại em đồng cảm với ảnh là gia đình giống gia đình em. Ảnh thì ảnh thiếu tình cảm của cha, em thì ảnh thiếu tình cảm của mẹ. Mà khi mà em đi về nhà ảnh ở là có ngoại, có mấy gì, có mẹ, có mấy đứa em có cái cảm giác gia đình hơn. Rồi từ lúc mà mới biết nhau cho tới lúc tỏ tình là bao nhiêu lâu em? 3 tháng. Dạ. Có hạnh phúc không cưng? Hay là dạ, sóng gió tiếp tục? Lúc đầu thì hạnh phúc, nhưng mà dần về sau em phát hiện ra nhiều chuyện nó trái ngang. Cái khi mà ảnh quan tâm em mà đưa cơm cho em hàng ngày vô trong về nhà em, nhưng mà sau này em mới biết là ảnh đang quen một cái người khác, quen trước em và chở cái người đó đi cua em. Nhưng mà không có cho người đó gặp em, chỉ để ở trước đầu đường nhà em thôi. Rồi cái họ nói là đi vô đưa cơm cho ba, cho nên là để người yêu của họ đứng ngoài. Nhưng mà em thì không có biết, cho nên là khi mà họ qua là em cứ nói là anh ở đây ăn cơm với em đi, ăn xong rồi về. Có khi hai đứa ở lại coi hết bộ phim nữa, cũng tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ. Là cái người kia ngoài kia chờ. Dạ đúng rồi. Cái không biết sao mà cái người đó biết em nữa. Người đó biết em nhắn tin hỏi là phải anh Kỳ không? Anh phải người yêu của cái anh này không? Nhưng mà lúc đó là chưa quen người yêu nè. Nó là không, em chỉ là bạn bè thôi. Bữa nay em đứng trước cửa nhà anh, em chờ người yêu của em vô đưa đồ ăn cho anh 2 tiếng đồng hồ. Em chưa bao giờ chờ ai hết. Nếu như mà anh cảm thấy anh thương họ, anh lo lắng cho họ, anh thay em nha. Lúc đó cảm xúc em như thế nào? Cái cảm xúc là cảm thấy anh thương cái người, tại vì không biết sau này lỡ là mình sẽ như thế nào. Còn cái người này á, thì khi mà đã quen nhau rồi một thời gian rồi mới phát hiện ra thì không bỏ được, tại vì em lỡ thương rồi. Khi mà về nhà của cái anh này ở thì em lại biết thêm một cái điều nữa là ảnh có một cái người yêu trước cái người yêu mà chở đi qua nhà em á. Ảnh có một cái người yêu trước cái người yêu mà chở đi qua nhà em á. Và cái người đó cũng hay về lui tới về nhà nè ảnh. Cái bạn lăng nhăng quá. Mà sao giỏi quá ha. Mà cái ngày lúc quen 2-3 người đó. Dạ, giỏi quá. Mà cái ngày đầu tiên á mà em về nhà ảnh á, là cái người yêu của ảnh ở trong nhà ảnh á, là ra mở cửa cho em vô á.
nhưng mà em không biết. Thì có một lần đó là đám cưới của người em, của người yêu em, mới có cái người yêu cũ của người yêu em về. Em thì lúc đó em là làm MC ở trên sân khấu. Cái người yêu của em với lại cái bạn đó đó mới nhậu nhẹt, rồi hai người ôm nhậu nhẹt 10 bia nha, cặp kè đó. Mà trước mặt em như vậy luôn á. Cái em mới vô em lôi cái người yêu của em kêu anh đi về. Người bạn kia cười, dạng chọc em á. Cái em về nhà, cái người yêu của em á thì lủi đi vô phòng trước. Xong rồi cái người yêu cũ á, em để ý là người yêu cũ em từ từ đi vô theo sau. Mà cái cửa là ở dưới là cửa gỗ, ở trên có tấm kiến, rồi ở trong găng một tấm màn mỏng thôi chị. Cho nên là ban đêm á thì nhìn vô không thấy nha, mà ban ngày nó khúc xạ ánh sáng lại á là sẽ nhìn vô thấy. Em đi ngang vô phòng đó thì em thấy người yêu em nằm dưới và cái người đó nằm trên, hai người đang hôn nha, đơm nha, đấm đuối. Sau đó em tức rồi, cái em mở cửa phòng ra, em hỏi làm gì vậy? cái người yêu cũ của người yêu em á thì nằm trên, thì họ chỉ cần lăn qua một cái thôi phản xạ rồi. Thì mình vô đã là trong cái thời gian lăn qua là mình đã thấy rồi, còn người yêu em nằm dưới mà chỉ cần lăn đầu qua vậy là giờ bồ ngủ, là kêu hoài không dậy. Cái em hỏi làm gì vậy? Cái người yêu cũ của người yêu em mới nạt cho mặt em, mày hỏi nói cho mày được hỏi tao, là đứng dậy xách đồ đi về luôn. Tại vì em trời cái gì vậy trời. Tại chị bây giờ em mà chị vô chị kêu ngồi dậy lại, nói chuyện rõ ràng, phải nói chuyện rõ ràng. Xong như vậy làm như vậy làm tổn thương mình, thứ nhất. Thứ hai là mình không có thể nào mà chấp nhận được như vậy. Em là em bị nhu nhược, em bị cấm sừng, đâu người ta mới dám làm như vậy. Còn nếu như chị vô chị gõ cửa phòng chị kêu dậy, được không được là ao. Thật ra anh thấy cái câu chuyện nên được giải quyết từ lúc ở cái đám tiệc đó, khi mà hai cái người gì mà tại vì nhu nhược thì mới xảy ra tấn tới và em bị là dùng cái từ đúng là cấm sừng. Dạ sao rồi cái lúc đó em chỉ nghĩ là người yêu bị nhậu dở lắm, cho nên là em nghĩ là nó xỉn đây. Với lại tự nhiên đang quen mình em mà tự biện minh cho người ta hết. Dạ lúc đó khóc nghẹn. Rồi có một người trong đám cưới nói em vậy nè, thì người yêu cũ lâu lâu gặp lại cho lần đi chứ mất mớ gì, có mất mát gì đâu, cũng còn y nguyên đó chứ có mất mát gì đâu, lại bị khóc gì. Tình cũ không rụt cũng đến hả? Chiều anh tỉnh dậy coi như không có chuyện gì xảy ra, em nói là bây giờ giải quyết đi, em đưa tấm hình cho coi luôn đó. Trời ơi xỉn thôi mà, có biết gì đâu. Nói qua nói lại một hồi cái sao mày ghét nó quá vậy, mày coi mấy người trong nhà không được hay gì. Lúc đó em đang giận, em đang tức, em đang buồn đó, mà tự nhiên nạt mình nói như vậy nữa thì cảm xúc nó càng dâng trào lên đó. Rồi lúc đấy em quyết định chia tay luôn chưa? Dạ chưa. Bạn ấy năn nỉ em, cái xong rồi cái em cũng chịu luôn đó. Em bị lì á, em bị thương á, em nói là em có thể vượt qua cùng anh mọi khó khăn. Mọi khó khăn thì đúng kỳ. Dạ. Nhưng mà cái việc phản bội nó phải là khó khăn đâu kỳ. Dạ. Nhưng mà khi mà họ lên trên thành phố họ học á, em ở dưới quê á thì em vẫn chờ họ, ấy chắc là chuyện tình Lan và Điệp vậy. Trên họ lên thành phố lại có rất là nhiều cái mối tình nhỏ li ti, họ quen nhiều người lắm. Cho đến đỉnh điểm là sau đợt dịch họ đi lên thành phố, họ nói là bây giờ anh có lỗi với em nhiều quá rồi, bây giờ anh tập trung vào việc học thôi, đối với anh bây giờ học là quan trọng nhất, cho nên là cái gì cũng phải có tiền. Giờ anh không có tiền em có chắc là em ở bên anh đó suốt đời, em có chắc là sau này em nuôi anh nổi, cho nên là bây giờ cái gì cái cũng phải có tiền, cho nên là thôi giờ anh muốn đi mình, anh muốn dừng lại, anh đồng ý không? Nhưng mà lúc đó khoảng thời gian em quen họ là cũng 2 năm mấy rồi, để họ ở nhà họ nữa, cho nên là cái quyết định của em lúc đó là rất là khó khăn. Kỳ ơi, anh nói này, sau này khi mà yêu á thì tất cả những cái khó khăn, những cái thử thách mình vượt qua được hết, mình cùng người yêu mình đi được hết, nhưng mà phản bội thì không nha Kỳ, phản bội thì không nha Kỳ, làm ơn nhớ. Dạ. Nha Kỳ nhớ. Tại vì khi người ta phản bội được một lần, người ta sẽ phản bội hoài. Đó là cái tính cách của con người, không thể thay đổi được. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.